Cây này thành phẩm ha, chi tay có đầy đủ chưa anh em ơi? Hoa nè, khoan quay lại hoa cho anh em xem nè. Đó, hoa rất là nhiều luôn ha. Đây nè, chùm luôn, rất là thơm ha. Cao lắm cho mọi người. Đó nè. Hoa dữ lắm, hoa luôn nha mọi người. Có đầy đủ nha. Cây là đế cũng rất là dữ luôn nè mọi người ơi. Đều nè. Đó, phí vận chuyển nói chung mấy cây này phí vận chuyển nặng lắm mấy người ơi, đóng cái khung nữa. Rồi, đâu hoành luôn. Cây này là mã số là E1. E1. Quá cái trời bụi đế. Nó có cái lũa cái sợi này ha. Nè, có cái này có lũa nè, nhưng mà mai chứ thủy thì nó mau liền. Đây. Rồi, đâu hoành luôn. Này là lá lớn nha mọi người. Mai chứ thủy lá lớn ha. Này nu da xanh lá lớn nha. Hoành của nó là 33. 33 hoành. Đâu nguyên cái hoành đế đó ha. Ồ, hoành đế chứ cỡ 1m5 rồi. 1m47. 47, chiều cao ơi. Cao cỡ cỡ 1m8 1m9 đó anh em ơi. 8.000 hay 8.000? 8.000 của nó là 90. Rồi, quay sơn cái. Kính bầu là 59. Bường kính bầu 60 đó, anh em về vô chỗ 7 á. Rồi, mã số E1 giá luôn. Rồi, cái E1 này cho luôn đó mọi người là 2.200.000 em bao ship. Ờ, chỉ có 2.200.000 thôi anh em ơi. Bao ship tặng nhà cho anh em luôn ha. Cây khá là đẹp. Theo cây mã số E2 nha anh em. Ồ. Cây này tai cành nó đều hết trơn đó mọi người. Cây này cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Đó. Này là mai chứ thị nu da xanh lá lớn ha. Đó. Cái này nó có hai mặt lũa ở chỗ này. Này cái thẹo cũ thôi mà nó kéo bít bít luôn rồi nè. Lành rồi ha, sẵn hết trơn rồi. Ồ. Tai cành của nó. Chi tai nuôi lâu lắm anh em ơi. Này dưới cây cũ quá cũ. Nè. Đây có mấy cái điểm lũa ở chỗ cái rễ ha. Nè, mà mai chứ thị thì nó không có cái lũa đâu mọi người. Rồi, đâu hoành đi. Đâu hoành chỗ này. Đâu hoành ở trên đây nha. Tút trên luôn. 35. Tút trên 35 luôn á. Đế nó 120. Còn ở dưới đây nó phải đâu dưới đây nữa. Chiều cao luôn. Cao cây này cũng cỡ 1m8 anh em ơi. Bàn của nó 95. 95. Rồi E2. Cây này mã số E2 em giao luôn cho mọi người 2.700.000 bao ship đầu quá. Ồ, cây rất là đẹp anh em ơi. Nha, rất là lực luôn ha. 2.700.000 bao ship luôn. Ôi cây này anh em về muốn cắt bonsai cũng đẹp nữa ha. Đó, nó có cái cọng lắc bên này nè ha. Đó. Hoặc là để tàn này chơi ha. Mua một cặp về để trước nhà rất là đẹp anh em ơi. Rồi, tiếp theo, cây mã số E3. Ôi ôi cây này cao lắm mọi người ơi. Một cốt ha. Đó. Còn đứng luôn ha. Da xanh lá lớn nha anh em. Nu da xanh lá lớn nè, nu cục 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 cục. Hơi mệt đó anh em ơi. Rồi. Cây này là mã số E3 cho mọi người, tay cành nó đều rồi ha. Nè. Ở chỗ này thì tay cành nó bị ấy rồi, cắt bỏ chỗ này à. Rồi, cứ hoành luôn. Hoành nó là 37. 37 hoành. Cao chắc 2m quá. Cao này tầm 2m mấy anh em ơi. Tuốt lên trên luôn 2m mấy á. Cây này phí vận chuyển cũng căng lắm anh em ơi. Rồi tàn của nó là 93. Tàn 93. Rồi giá luôn em ơi. Rồi mã số E3 em giao luôn cho mọi người là 2.200.000 bao ship. Rồi 2.200.000 mà bao ship luôn anh em ơi. Cây khá là cao ha. Mã số E3. Tiếp theo, cây mã số E4 nha anh em. Đó. Lâu có nguyên lô luôn. Này có một lô mấy cây rồi anh em ơi, có 6 cây đó. E4 rồi mọi người. Rồi, đâu hoành luôn. Tay cành nó nè. Nu cục nè, lá lớn nữa nha anh em. Nguyên lô nó rồi, tổng hoành đi. Nha. Này là bướng từ nguyên lô luôn. Thì đôi cái hoành chỗ đó đi. Hoành ngay đây là 34 nè. 34 hoành. Cao 1m7 anh em ơi. Tàn của nó là 92. Tàn 92. Đường kính bầu là 53. Đường kính bầu 53. Rồi giá luôn em ơi. Rồi cái E4 cho luôn cho mọi người 1.700.000 bao ship. 1.700.000 thôi anh em ơi. Bao ship luôn ha. Cây khá là to đó.
theo cây mã số E5 cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Quá đẹp luôn. Cây một cốt ha, một cốt nè. Đó. Luôn, cao luôn đó, anh em nào chơi tàn dù cái này đẹp nè. Ở trên đây thì tàn của nó cũng đều ra luôn nè mọi người. Anh em nuôi chừng năm tàn dù này ra mịt mù luôn. Đó, rồi. Hoành của nó cũng hơi to nè. Hoành nó là 41 nè. 41 hoành. Cao cỡ 1m8 nè anh em ơi. Không, hơn 7 nhiều lắm. Rồi quanh đầu của nó là 38. 38 cỡ 1m7 rồi anh em ơi. Rồi giá luôn. Rồi cái E này E5 em cho luôn cái khoảng 11.700.000 em bao ship cầu cốt. Rồi mã số E5 cũng là mã số cuối cùng của clip. Cảm ơn mọi người đã xem. Mong được sự ủng hộ của mọi người có số điện thoại là 0788753876. Rồi xin chào anh em ha, hẹn gặp lại anh em clip sau ha. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.